Nhằm hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận với nguồn thực phẩm tươi sạch, quận Cẩm Lệ đã kết nối và triển khai điểm bán hàng bình ổn với sản phẩm là các loại cá tươi tại các phường trên địa bàn. Địa phương đã liên hệ kết nối với các cửa hàng đơn vị cung cấp cá tươi uy tín, đủ tiêu chuẩn theo quy định tại quận Cẩm Lệ. Trong ngày 25 tháng 8, quận đã tổ chức 2 điểm bán thực phẩm bình ổn tại chợ Hòa Cầm và chợ Cẩm Lệ với khoảng 7 tấn cá tươi cho người dân. Các hộ bán hàng đều đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng nhận đơn đặt hàng từ người dân có nhu cầu đi chợ hộ, sau đó mang đến tận nhà cho người dân. Địa phương cho biết sẽ cố gắng để hàng ngày có thể đưa cá tươi về các vườn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Thì chúng tôi sẽ chuyển thêm gần cả chục tấn các cá tươi về cho phường Hòa Thạ Đông cũng như phường Quế Trung. Thì hiện nay là chúng tôi đang đưa cái hàng về. Cái cách thức mà tổ chức của chúng tôi thì bà con vẫn đặt hàng qua các cái tổ chức là tổ dân phố. Rồi tổ dân phố sẽ gom đơn, phường sẽ có trách nhiệm là tổng hợp cái đơn rồi gửi qua cho các nhà cung cấp, họ sẽ phân hàng. Phân được đơn nào thì sẽ gọi điện thoại cho cái tổ dân phố đó, đại diện tổ dân phố đó lên để mà chuyển hàng về để gửi cho bà con. Quận Cẩm Lệ cũng đang khảo sát lên phương án bổ sung một số loại thực phẩm như mì khô, bún khô để bán cho người dân tại các điểm bán hàng bình ổn, giúp người dân đa dạng bữa ăn hàng ngày, yên tâm thực hiện nguyên tắc ai ở đâu ở đó, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch.